Mến chào quý cô chú anh em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Trúc nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu siêu bông. Hôm nay rực rỡ hoa ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Chào anh Thái, chào cả nhà đã ủng hộ vườn kiến Thanh Trúc. Hôm nay có lên một số hoa giấy ghép các loại. Vô mã số 1. Cao 80 tàng 55 quỳnh 15 giá 400k. Cây này gồm có tím lá xanh, trắng tuyết, đỏ red pizza quý anh chị em. Cây củ đế sạch đẹp ha, cây tuyển chọn quý anh chị. Tất cả đều bao phí ship toàn quốc nha quý anh chị em. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 2. Cao 70 tàng 35 bình 15 giá 200k. Một cây tím tuyết kẹo bông quý anh chị em, lá xanh ha. Những cây nào có lỗi thì mình sẽ báo cho quý cô chú anh chị em mình nắm nha. Những cây lỗi thì thanh lý. Cây sạch rồi, đẹp xin thì xuống mã. Tiếp theo gặp số 3. Ôi nãy số 2 hả? Số 3, cặp số 3. Gồm có tím bướm và tím tuyết quý anh chị em. Gồm một cặp hai cây bao phí ship. Giá 270k. Cặp. Rồi đổi cây luôn. Rồi đổi cây xin. Giờ xin xuống mã. Giá là ghi 300k. Ai biết. Hả? Ai biết. Mã số 4. Tiếp theo mã số 4. Một cây tím bướm lùng lực quý anh chị em đang kẹo nụ. Có thấy ba số 4 mà sao đây nhìn số 10 không? Số 4 á, cứ đọc số 4. Dạ. Số 4 cao 55 tàng 40 hoành 20 giá 350k. Cây này đế già quý anh chị em, lên ra da đen luôn. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 5. Một cây cẩm thạch Vinpark quý anh chị em. Cao 70 tàng 50 hoành 16 giá 450k. Cây lực ha. Đế sạch. Dòng này cực kỳ sai hoa và màu hồng rất đẹp quý anh chị em. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 6. Cao 85 tàng 60 hoành 20 giá 650k. Cây này gồm có Kayata là 1, trắng tuyết là 2, đỏ red pizza là 3, tím tuyết là 4. Bốn màu anh chị em. Cây đang sổ kẹo nụ ha. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 7. Cao 75 tàng 40 hoành 16 giá 250k. Một cây Thimaret cành vàng lá ngọc hoa đỏ quý anh chị em. Dòng này hoa rất là mạnh mẽ ha. Rồi xin xuống mã. Số mấy quên rồi. 8. Tiếp theo mã số 8. Cao 65 tàng 40 hoành 26 giá 450k. Cây này ghép gồm có đỏ red pizza và một màu Milo quý anh chị em. Lùng lực ha. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 9. Cao 90 tàng 50 hoành 18 giá 350k. Trắng tuyết Kayata, đỏ red pizza và sakura và lycan, sakura phất hồng quý anh chị em. Sakura phất hồng đang lên hoa sai gì đây. Đế quái à. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã số 10. Cao 65 tàng 35 bình 13 giá 250k. Một cây tím bướm phơm tròn, một rễ quái quý anh chị. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 11.
cao 55 tạng 35 hoành 20, giá 300k. Đỏ rất bia. Cây này mới sổ búp với anh chị em. Qua mưa nguyên ngày mà cây không ngon nước nhiều. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 12, cao 70 tạng 50 hoành 19, giá 300k. Tím Pháp với anh chị em, phơm tròn đặc. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 13, cao 60 tạng 30 hoành 14, giá 250k. Gồm có tím lá xanh và trắng tuyết của anh chị em. Đấy nè. Đỏ rất pizza, nó là 3 màu. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 14, cao 80 tạng 50 hoành 22, giá 450k. Gồm có hồng tuyết, tím tuyết, trắng tuyết, đỏ rách pizza. Cây đang sổ nụ quý anh chị em. Củ sạch đẹp. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 15, cao 60 tạng 35 hoành 27. Tím bướm à? Giá 300k. Cây này thì cái đế vết cắt cái rễ dư ở đây nha quý cô chú chị em. Thế bài bài ha, dáng bài bài rất đẹp luôn. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 18 hả? Mưa nó bay tùm lum hết trơn rồi. Mưa trôi mã quên. 16 hay sao? 16. Nãy mình đó 16 rồi mà. 16 rồi. 16 à? 15. Mã 16 đúng rồi đó. Tiếp theo mã 16, cao 65 tạng 35 hoành 22, giá 250k. Gồm có trắng tuyết, tím lá xanh và đỏ rách pizza quý anh chị em. Mưa hôm qua đã trôi rồi. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 17, cao 80 tạng 55 hoành 18, giá 450k. Mã 17, một cây tím tuyết đang phun bông rực rỡ anh chị em, phơm đặc ha. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 18, cao 65 tạng 35 hoành 11, giá 200k. Mã 18 gồm có trắng tuyết, tím tuyết và trắng lửa anh chị em, 3 màu, hai màu trắng và một màu tuyết. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 19, cao 70 tạng 45 hoành 16, giá 400k. Mã 19, một cây đỏ rách bây giờ đang phun bông rực rỡ, đế già sạch quý anh chị. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 20, cao 70 tàng 25 hoành 13, giá 200k. Cây này gồm có tím tuyết và trắng tuyết quý anh chị em, trắng lửa nữa. Cây một cốt ha. Rồi xin xuống mã. Mã 21, cao 80 tạng 45 hoành 13, giá 320. Gồm có Kayata, phất hồng Sakura, trắng tuyết, đỏ rất pizza quý anh chị em. 4 màu. Để quay. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 22, cao 80 tạng 50 hoành 19, giá 400k. Đỏ rách pizza. Để quái nè. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 23, cao 70 tạng 30 hoành 12, giá 250k. Tím lá xanh, trắng tuyết và trắng lửa anh chị em.
cây vẫn là một cốt đế nôm. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 24, cao 80, tạng 45, vành 18, giá 450k. Gồm có trắng tiết, tím tiết, hồng tiết và đỏ rất phi da quý anh chị em. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 25, cao 90, tạng 60, vành 15, giá 350k. Một cây hồng gân phơm tàn thả quý anh chị em. Hoa xỏ nhìn rất đẹp ha. Đế thì già. Rồi xin xuống mã. Này hả? Tiếp theo mã 26, cao 60, tàng 30, hoành 10, giá 200k. Đỏ rách phi da quý anh chị em. Những dòng siêu bông này phải nói là ngắn ngày. Ngày hoa nó chỉ 20 tới 25 ngày thôi quý anh chị. Rồi, rất là dễ chơi. Xin xuống mã. Tiếp theo mã 27. Cao tới 100 bông hả? Cao tới 110, cao 110, tàng 65, hoành 14. Cây một cốt quý anh chị em, thấy gồm có màu trắng phất hồng, màu đỏ, màu cam. 450k. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 28, cao 80, tạng 45, vành 15, giá 250k. Tím bướm à, tạng tròn quay, màu cốt. Cây này thế rất đẹp quý anh chị em. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 29, cao 50, tạng 40, vành 22, giá 200k. Một cây cắm thạch tím lục bình quý anh chị em. Rồi xin xuống mã. Tiếp theo mã 30, cao 80, tạng 55, vành 13, giá 350k. Cây này gồm có trắng tiết, đỏ rất bia, kayata, sakura phất hồng. Cây này rất đẹp nha quý anh chị em. Bộ đế nè. Đế quái. Rộng chữ C lắc ha. Mã 30, mã cuối clip. Mong cả nhà ủng hộ dần kiến thanh chúc. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Trúc nha.